Hello, chào các bạn lại quay trở lại với channel của mình nhé. Hôm nay thì lại là mình đây các bạn. Ngày hôm nay mình đang ở trong rừng, trong một cái khu rừng như thế này các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một loại hoa tuyệt đẹp. Hoa rất là đẹp các bạn. Loại hoa của núi rừng Tây Bắc. Loại hoa này thì phải nói là trên cả tuyệt vời luôn vì nó rất là đẹp. Đây các bạn. Loại hoa này rất là thơm, ngon luôn các bạn, rất là hấp dẫn. Đây, như các bạn thấy này, cánh hoa này rất là thơm các bạn, đây, cực kỳ thơm luôn, thơm quá. Rất là thơm quá, rất là thơm quá, cực kỳ thú vị. Rất là thơm, cực kỳ thơm các bạn. Mùi hương nó phải nói trên cả tuyệt vời. Rồi rất là thơm, rất là tuyệt vời. Thơm ngon, ngủ khỏe rẻ các bạn. Mùi hoa này thì nó có màu xanh đấy, rất là đẹp đấy, nó có màu xanh tím các bạn, vừa xanh vừa tím nhìn rất là đẹp. Cánh hoa mà nó trên cả tuyệt vời các bạn. Rất là hấp dẫn. Đấy các bạn thấy không? Đây là một loại hoa dại có ở trong các bìa rừng như này. Rất là nhiều luôn. Trên mình thì hoa này vào mùa đông này quá là nhiều các bạn. Và nó cực kỳ thơm, mùi hương của nó rất là hấp dẫn. Thơm quá các bạn, thơm rất là tuyệt vời. Mùi hương nó rất là ngào ngạt các bạn, rất là ngào ngạt luôn và nó cực kỳ thơm, mùi rất là hấp dẫn. Cái hương vị của nó rất là hấp dẫn luôn các bạn, hương thơm quá là tuyệt vời. Thơm quá, thơm luôn các bạn,
thế. Mùi hương của nó, hương của loại hoa rất là thơm, có mùi một cái mùi gì đó rất là hấp dẫn các bạn. Đúng là loại hoa đẹp, vừa đẹp vừa thơm, thơm quá các bạn, quá thơm luôn. Thì nói chung là rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình. Các bạn thấy video của mình hay, các bạn nhớ like, subscribe. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình. Và mình rất là mong sẽ được gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye mọi người.